Xin chào các bạn đã đến với kênh video của Phương. Hôm nay Phương sẽ hướng dẫn làm cái hoa này nha, size A4. Rồi đầu tiên để làm được thì chúng ta cần có một cái tờ in ra và một cái tờ bìa cứng ha. Nền như thế này, nhíp thẳng hay nhíp cong gì cũng được, cây xoắn, keo sữa, keo bấm và giấy để làm màu này ha. Làm cái bức này ha. Đầu tiên thì như chúng ta nhìn vào hình nha, thì mình sẽ có là hoa này. Mình nhầm nha, hoa này 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6. 6 hoa này là mình sẽ đặt sau cùng. Tại vì sao đặt sau cùng? Bởi vì nó là dạng 3D nổi lên thì mình sẽ đặt những cái mà dạng 2D trước ha. 2D như là lá này nè, là 2D. Tại vì biết sao 2D? Tại vì nó không nằm trên cái mặt của cái tờ nền này, nó nằm ở dưới, nằm sát dưới nên mình gọi là 2D. Mình sẽ đặt cái này. Cái này. Mình sẽ làm những cái mà khoanh như thế này trước. Còn những cái bông hoa này là dạng 3D nè. Nè, mình sẽ đặt sau cùng ha. Trước tiên là mình còn làm cái màu lá này ha. Màu lá này để xem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, một cái như vậy là 7 cánh, 7 cái chiếc lá. 7 cái chiếc lá thì ở đây có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mỗi cái đều 7 cái hết á, mỗi cái đều 7 cái chiếc lá. Vậy mình sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, khoảng 5. Vậy mình sẽ làm 35 lá xanh đậm khoảng thôi nha các bạn. Các bạn cứ làm dư đi, có gì lát dư thì mình để dành. Mình theo hoặc mình thêm vô theo ý mình cũng được ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm cái lá này. Đây là một sợi giấy dài 30 cm ha. Rồi mình sẽ cắt bỏ khoảng 75%, còn lại khoảng hơn 50%. Mình nhầm. Mình sẽ cắt bỏ khoảng cái này là mình sẽ cắt bỏ, mình lấy khoảng 70% của sợi giấy. Mình nhầm nha, hồi nãy mình nói 75% là nhầm này, 70 ha, như thế này. Cái này mình lưu ý nha, cái kích thước mình đưa ra nó chỉ chính xác với mình thôi, còn với các bạn thì nó không chính xác lắm. Bởi vì lý do là tay mình thì khác tay các bạn. Khi mà mình bung ra như nè đó, mình thì nhiều khi mình bung nó vừa phải, hoặc là mình bung nó rộng, còn các bạn bung hẹp thì nó sẽ không đủ. Các bạn phải tự tìm cái kích thước đúng cho mình. Mình chỉ hướng dẫn cách làm thôi. Cái cách xoắn này các bạn nào cũng biết rồi ha. Rồi mình bung, mình nhìn cái hình này nha, mình hình chiếc lá này mình ước lượng mình bung ra khoảng bao nhiêu. Theo mình thì mình ước lượng như đây là đủ rồi ha. Rồi chiếc lá này các bạn thấy cái tâm của nó nè, nó nằm ở đây. Đây mình sẽ chỉ cái tâm. Cái tâm là cái này đây. Nó nằm ở đây. Thường thường mình xoắn thì cái tâm là chính giữa, mà bữa nay cái tâm nó nằm ở đây á, có nghĩa là nó đã bị người ta kéo lệ tâm. Ha, mà kéo lệ tâm thì các bạn biết rồi. Nhưng mà cái tâm nằm ngay đây mà cái hình đuôi này thì nó lại nhọn, nên là mình sẽ kéo không có sát, đặng cho mình tạo hình nhọn cho nó dễ ha. Đây, các bạn nhìn mình nha, kéo xíu ra được không sát lắm. Rồi không sát để cho mình có thể bẻ được cái hình nhọn của nó đó. Rồi bây giờ mình dùng tay bẻ nha, bóp nhọn á, đừng có nhọn quá. Rồi sau đó cái mối này ha, mình sẽ dùng dao cắt sữa mình dán lại. Rồi mình sẽ ướm vào thử nha, hụt chút xíu rồi. Vậy là mình sẽ bung rộng ra nữa. Các bạn rút kinh nghiệm nha, nếu làm lần đầu mình sẽ ướm thử gì đó, rồi mình rút kinh nghiệm ra mình sẽ bung nó vừa với cái tay của mình ha.
mình sẽ vuông rộng ra nữa nha. Rồi dán cái mối lại ha. Sau đó lấy cái nhíp kéo lẹt tâm, lẹt nhưng mà không lẹt tới cuối cùng nha, mình phải chừa cho nó cái đường để mình làm bóp cho nó nhọn nhọn xíu nha. Rồi mình đặt vào đây, rồi vừa luôn nha các bạn. À, các bạn thấy không, cái này là tại vì mình chưa có dán keo nên là nó không có nằm dính dưới được ha, chờ dán keo nữa mới được đó, vừa luôn nha. Rồi bây giờ các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy, làm thêm 35 cái lá xanh như thế này ha. Mình không cần tráng keo gì hết, mình cứ làm vậy là nó lâu vung đâu các bạn, thấy không đó. Rồi tiếp theo các bạn cứ làm đi nha, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cái tiếp theo là cái thân này ha. Cái thân này là như thế nào, đây 1 2 2, đây 3 4 5, 5 cái thân này là như thế nào. Cái thân này thì mình sẽ nhập 4 sợi giấy lại ha. À mà mình tráng keo nha, để giờ xíu mình tráng. Rồi mình sẽ chuẩn bị một cái mặt phẳng nào đó cũng được, không nhất thiết là phải cái đồ tráng như mình ha, mặt phẳng nào, tấm nhựa, tấm kiến gì đó, các bạn tráng keo phẳng ra ha. Mình sẽ làm cái này, ở đây mình hướng dẫn cách làm cho các bạn thôi nha, còn làm ra thành phẩm thì các bạn làm nha. Tại vì một cái video á, mà mình quay là nếu mình làm hết thành phẩm thì rất là lâu, cái video sẽ dài lắm. Rồi đây, khi mình ấy mình sẽ ướm thử vô ha. Rồi nè các bạn nhìn này nha, ngay đường luôn nè, nhìn nè đó, ngay đường luôn ha, cái nào cũng như vậy ha. Ví dụ như chiếc lá này mình uốn cong ngược lại đó, thấy chưa. Vì này là tranh 3D nên là mình đo thì mình đo vậy thôi, nhưng mà khi mình cắt á, khi mình cắt để mình lát mình dán vô cái nòn á thì mình sẽ cắt dư ra, các bạn thấy không, mình để dư thấy không đó. Rồi mình lấy kéo mình cắt hẳn xuống, rồi cầm lên cắt dư, cứ cho nó dư đại đi ha. Rồi nó hở ra vậy không sao, một lát mình nó dán lại nó sẽ nhập lại như thế này nè đó. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình là 1 2 3 4 5, 5 cái cộng lá nha các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái cộng con lá này nè. Này cái này cũng có cái cộng nè, cái cộng này thì nó cũng tương tự như cộng này thôi, bạn đã biết làm cộng này thì bạn sẽ biết làm cộng này thôi ha. Mình sẽ sử dụng màu xanh khác, màu xanh nhì. Rồi đây các bạn nhìn kỹ nha, cái cộng này nè, cộng xanh đậm này nè thì nó nhìn nó dày hơn nên là mình sẽ làm nó là nhập làm tư nha. Cái cộng xanh này nè mình nó dày nên là mình nhập tư. Rồi còn cái cộng này thì nó ốm hơn nên là mình sẽ nhập hai. Mình ghi đây nha, các bạn nào mà không biết kích thước bao nhiêu hiện lá mình có thể xem lại cái video nha. Còn cái lá này hồi nãy là mình cắt 70% nè, lấy phải bị 70%. Rồi đây mình nhập làm hai, sau đó mình vuốt cong, mình cũng chấm keo y vậy luôn. Rồi đo vào vừa khít luôn nha các bạn, vì trên này trên 3D nữa nên là các bạn cắt thì các bạn phải chừa dư nha. Này vừa khít luôn ha. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình là 5 cộng lá như vậy nha, 5 cộng lá xanh nhạt. Rồi tiếp theo là mình sẽ làm tới màu tím này ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ dùng màu tím đậm nha, để mình làm những cái gọi này, cái này là cái búp, cái búp, búp hoa nha. Rồi mình sẽ ước lượng, mình ước lượng, cái này là không có bung nè, các bạn nhìn kỹ nha, cái này không có bung, giống như cục xoắn vậy đó, nhưng mà khác cục xoắn một cái là mình sẽ bóp cho nó tạo hình cho nó để nó ra một cái búp, còn cục xoắn thì các bạn xoắn xong các bạn để tròn thôi ha. Cái này gọi là cục xoắn nè, đây mình chỉ các bạn coi, cái này là cục xoắn nè, còn cái này là mình
cũng là cục sắn thôi, nhưng mình sẽ tạo hình cho nó ha. Rồi mình ước lượng nha, mình cũng không biết kích thước là bao nhiêu, mình sẽ ước lượng tại vì tùy theo cái tay mà bạn bung ha. Rồi mình ước lượng là khoảng cái này là mình khoảng 15 xăng ha, tùy theo mỗi bạn nữa nha. À cái này không có ấy, là để mình làm cái nhỏ này nha. À, mình sẽ sáng sau hình cục tròn mình dán mối lại ha, sau đó mình dùng tay mình bóp ở chính giữa, bóp mạnh vô, bóp khi nào mà tạo được cái hình như vậy thôi ha. Rồi mình sẽ đo thử đây, cái này là khoảng cũng khoảng 70% nè, 70% của sợi giấy ha. Rồi và mình sẽ ướm thử xem là cái nào mà bằng cái thước nó đây, cái này luôn, ba cục rồi đó nè, này luôn nè các bạn thấy không, ba bốn này luôn nè, đó năm sáu nè các bạn, bảy nè, cái này bị chen nè, bảy nè, tám luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ ghi số lượng nha, tám cục tím lớn nha các bạn. Rồi mình ghi đây, các bạn nào mà không nhớ thì quay lại đây xem nha. Rồi thế là mình hướng dẫn cái này xong rồi ha. Rồi tiếp theo là sẽ là cục tím nhỏ này, mình sẽ lấy 30% còn lại hồi nãy ha, mình sẽ sắn thử coi. Xong rồi chúng ta dán mối lại nha. Đây là cục sắn nha, mình đã sắn và mình dán mối lại rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn bóp lại nha, mình bóp vào những cái tâm chính giữa, mình có thể dùng cái nhíp ha, cái nhíp bóp thì đỡ đau tay hơn, tại giấy này cứng quá. Rồi chính xác luôn nha các bạn, đặt vào thử nha. Rồi chính xác luôn nha, nè chính xác luôn nè, một nè, mình sẽ đếm nha, hai, cái này ổng này là ba nè, cái này là bốn nè, năm, sáu, bảy. Rồi vậy là cái này là cái size của nó là khoảng 30% và 7 cục tím nhỏ nha các bạn. Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp theo tới những cái lá tua tua này như vậy, hay những cái lá như thế này, mình cố gắng mình quay ra ngoài cho các bạn thấy. Đây những cái lá như thế này nha các bạn. Rồi à, hồi nãy cái hông này mình làm màu gì nè, màu xanh nè đúng không, xanh nhạt nhập hai này đúng không. Bây giờ mình sẽ cũng xanh nhạt luôn, mình cũng nhập hai luôn. Đây mình ướm vào đây nha, nó ngắn lắm nha các bạn. Đây ướm vào đây cắt. Lưu ý cái này thì các bạn thấy cái đầu nó nhọn nè, thì mình sẽ cắt nhọn ha. Đây để mình dán vào cho các bạn thấy, nhớ vuốt cong nha các bạn. Đó các bạn thấy giống chưa, thấy cái này giống cái này chưa. Rồi mình cũng làm tương tự như vậy luôn ha. Rồi cái này là 1 2 3 4, bốn cái ha, mỗi cái cạnh như bốn cái ha. Cái này các bạn đo từng cái nha, nhập hai đo từng cái và cắt xéo đầu vậy nha. Rồi xong, bây giờ chúng ta còn một cái phần nữa là cái này nha,
cái này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái này. Cái này là chúng ta còn có màu kem hoặc là màu trắng cũng được nữa nè, quấn ngoài màu xanh, xanh nhạt hơn nữa ha. Hồi nãy là xanh đậm nè, rồi xanh nhạt 2 nè, rồi bây giờ là xanh nhạt 3 nha, xanh nhạt 3. Rồi rồi bây giờ mình cùng nhau lấy màu trắng và màu xanh nhạt 3 hoặc là màu kem nha, màu kem cũng được. Rồi này Phương đã có rồi đây. Rồi thì chúng ta sẽ nhìn cái này và chúng ta ước lượng kích thước, tất cả mọi thứ chúng ta phải ước lượng, tại vì mỗi người có một cái cách bung khác nhau ha. Phương ước lượng là bây giờ Phương sẽ cắt phần nửa và Phương bỏ thêm chút xíu nữa ha. Rồi xong mình sẽ bung ra, mà nhìn cái hình của nó nha. Rồi to quá rồi nè, các bạn thấy không, to quá rồi nè, chưa quấn màu xanh như là đã to rồi nè. Rồi bây giờ Phương sẽ ăn gian nó, Phương cắt bỏ một cái lớp ở ngoài ha. Đây. Rồi chính xác luôn nha các bạn. Này. Rồi chính xác luôn. Mình sẽ dán mối lại nha, để nó chạy mối là không để không được. Rồi các bạn thấy nè ha, ở đây nó màu màu trắng màu kem, mà ở đây nó lại màu xanh ha, thì nó quấn đó các bạn, nó quấn. Mình quấn mà nhìn nó cái độ dày của nó, độ dày nó là quấn khoảng 3 sợi, các bạn quấn khoảng 3 sợi nha. Rồi, quấn khoảng 3 sợi sau đó các bạn chén mối lại ha. Rồi chính xác luôn nha các bạn, y hình luôn nha. Rồi bữa nay các bạn cũng làm y vậy, các bạn đặt kế bên nha. Đó. Rồi y hình luôn nè. Đó. Rồi vậy là Phương đã hướng dẫn các bạn cái cách làm những cái mà 2D trước ha. Rồi bây giờ là Phương sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái cách mà chúng ta đặt vào cái nòm như thế nào ha. Rồi đây là cái cách mà các bạn đặt xuống nền ha. Chúng ta đặt những cái mà 2D trước nha, 3D thì video sau Phương sẽ hướng dẫn ha. Rồi đây là cái nền màu trắng ha. Các bạn đây là cái nền màu các bạn đã in sẵn rồi ha. Này. Các bạn cho nó bằng nhau nha, đặt cho nó bằng nhau đó. Thấy không? Rồi. Sau đó mình sẽ dùng cái viết mực ha. Mình can, cái này gọi là can in ra, như hồi đi học vậy đó các bạn, in ra. Rút can thì đè mạnh xuống nha, cho nó thấy dấu thấy đường nha các bạn. Rồi, can hết luôn, can hết những cái này luôn. Cái này cũng can luôn nha. Cái này nè, cái này tua tua sao can hết y vậy luôn. Rồi, cái này luôn. Nói chung là can những cái dạng mà 2D đó. Ừ, còn cái 3D thì để đi Phương hướng dẫn sao ha. Rồi, đây luôn. Can đây luôn, cái tui nhỏ can luôn, cộng gân vậy can hết luôn các bạn, can hết vào đây. Nhớ là can đè mạnh xuống nha. Rồi chúng ta lọc cái màu nào xuống, lên thấy nè. Từ từ để Phương chỉnh cho nó thấy rõ. Nè các bạn thấy chưa? Các bạn đã thấy cái dấu can nãy nè, bây giờ nè. Dấu can hồi nãy ha, chiếc lá đâu? Này chiếc lá nãy nè. Các bạn chỉ còn đặt ngay vào thôi đó. Mình dùng keo sữa, mình dán, mình đặt ngay vào thôi là xong. Ha, cái cách dán thì các bạn biết rồi, mình có hướng dẫn rồi mà đúng không? Chấm keo hoặc là trét cho keo trực tiếp xuống. Rồi những cụm gân đâu? Này, những cụm gân thì bây giờ mình đặt, chấm keo mình đặt ngay đây đó. Rồi,
Nói chung là các bạn can và các bạn thấy hình ở dưới rồi ha, thì các bạn cứ chấm keo và đặt trực tiếp xuống thôi. Còn cái cách chấm keo mình đã hướng dẫn rồi. Rồi các bạn phần hướng dẫn 2D của mình ở đây là hết. Còn những cái dạng 3D này mình sẽ hướng dẫn ở video sau ha. Rồi các bạn nào mà không hiểu nữa hoặc là ấy nữa thì mình sẽ hướng dẫn lại cái phần nào đó ha. Các bạn chỉ cần can ra và đặt ngay cái lằn thôi ha. Can khi can nhớ dùng viết đầy đậm thì nó sẽ thấy những cái đường như thế này, thấy rất là rõ nha các bạn. Như vậy mà không thể nào mà nói không thấy được nữa, rất là rõ luôn. Rồi xin chào các bạn nha.